Xin kính chào các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 3. Mời các em chúng ta tiếp tục cùng với thầy làm bài tập trong cuốn giải toán có lời văn lớp 3. Ở trong video hôm nay chúng mình sẽ làm các bài tập ở trong dạng toán 4. Bài toán có lời văn dạng tìm thành phần trong phép chia. A lớn là kiến thức cần nhớ. Bài toán có lời văn dạng tìm thành phần trong phép chia, các em cần nắm chắc như sau. Trong phép chia ta có số bị chia, chia số chia bằng thương. Vậy thì nếu muốn tìm số chia thì ta sẽ lấy số bị chia thương nhé. Số chia này sẽ bằng số bị chia thương. Và muốn tìm số bị chia thì ta sẽ lấy thương nhân với số chia. Là chúng ta cùng nhắc lại với thầy nào. Trong phép chia chúng ta có này, số bị chia số chia bằng thương. Số chia sẽ bằng số bị chia thương. Và số bị chia sẽ bằng thương nhân số chia. Tiếp theo chúng ta đến với các ví dụ minh họa ở trong dạng toán 4 này. Ví dụ 1, đề bài như sau. Chị Thu cắm 36 bông hoa vào các lọ, mỗi lọ 9 bông hoa. Hỏi chị Thu cắm được mấy lọ hoa? Chúng ta hãy cùng xem tóm tắt bằng sơ đoạn thẳng như sau. Chị có tất cả là 36 bông hoa, bây giờ chị chia đều vào các lọ. Đây, đầu tiên thì chúng mình sẽ vẽ một đoạn thẳng dài thể hiện cho tất cả là 36 bông hoa. Sau đó chị chia đều vào các lọ. Mỗi lọ thì ứng với mỗi một đoạn nhỏ này sẽ là 9 bông hoa. Và 9 bông hoa chính là kết quả sau khi chị đã chia, đúng không nhỉ? Thì đó chính là thương. Đó. Và toàn bộ số bông hoa chị đem chia đó chính là số bị chia. Mỗi lọ có 9 bông hoa chính là kết quả của phép chia là thương. Như vậy số lọ hoa đóng vai trò là số chia, đúng không nào? Chúng ta quay lại phần kiến thức, đó là để tìm số chia chưa biết thì ta lấy số bị chia thương. Trong bài toán này, để tìm số lọ hoa, ta sẽ lấy tất cả số bông hoa chia cho số bông hoa của một lọ. Tức là lấy số bị chia thương đấy em. Rồi, bây giờ câu lời giải ta sẽ dựa theo câu hỏi ta viết như sau. Chị Thu cắm được số lọ hoa là, phép tính 36 chia 9 bằng 4, mở ngoặc đơn vị là lọ, đóng ngoặc. Đáp số mình ghi đầy đủ theo câu hỏi. Đây hỏi chúng mình là mấy lọ hoa thì đáp số ta ghi đầy đủ là 4 lọ hoa. Tiếp theo là ví dụ 2, đề bài như sau. Chị Lan cắm đều số hoa mua được vào 4 lọ, mỗi lọ 9 bông hoa. Hỏi chị Lan đã mua bao nhiêu bông hoa? Ê, bây giờ là phần tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng. Chị cắm đều vào 4 lọ thì chúng mình có thể thấy là ở đây là đề bài hướng dẫn chúng mình là chia đều thành 4 lọ đây, 4 đoạn bằng nhau. Đó, kèm vẽ thầy là 4 đoạn bằng nhau nhé. Và ứng với mỗi một đoạn thì sẽ là 9 bông hoa. Toàn số bông hoa, toàn bộ số bông hoa được chia đây, nó đóng vai trò là số bị chia. Toàn bộ số bông hoa chia đều vào 4 lọ hoa thì ta sẽ lấy số bị chia này là toàn bộ số bông hoa chia cho số lọ hoa chính là chia số chia, thì kết quả của mỗi lọ có bao nhiêu bông thì ta sẽ được là thương đây. Em hiểu chưa nhỉ? Trong bài này chúng ta phải tìm số bị chia. Dựa theo kiến thức, để tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia. Có nghĩa là để ra tất cả số bông hoa, ta sẽ lấy số bông hoa của một lọ nhân với số lọ. Phép tính là 9 nhân 4. Câu lời giải dựa theo câu hỏi. Chị Lan đã mua số bông hoa là, phép tính 9 nhân 4 bằng 36, mở ngoặc đơn vị là bông hoa, đóng ngoặc. Đáp số 36 bông hoa. Ở trên đây là những kiến thức cần nhớ và những ví dụ. Sau đây chúng ta cùng với thầy chuyển sang phần bài tập nhé. Thầy cho chúng mình làm bài số 1, bài số 2, bài số 3 ở trong trang số 22 trong cuốn sách này nào. Bài 1 đề bài như sau. Cô giáo chủ nhiệm chia đều 36 học sinh lớp 3B thành các tổ, mỗi tổ có 9 học sinh. Hỏi cô giáo chủ nhiệm đã chia lớp 3B thành mấy tổ? Đấy, bây giờ chúng mình sẽ biểu diễn sơ đoạn thẳng nhé. Thầy sẽ vẽ một đoạn thẳng dài thể hiện cho 36 học sinh của lớp 3B. Và theo như thông tin của đề bài, cô giáo chia thành các tổ và mỗi tổ thì thầy sẽ đánh dấu là một đoạn nhỏ như thế này. Đoạn nhỏ là mỗi một tổ ứng với 9 học sinh. Và các tổ, tức là số tổ ta chưa biết đúng không? Số tổ ta chưa biết. Như vậy thì qua đây, qua phần sơ đoạn thẳng này thì mình sẽ tư duy cho thầy nhé. Đó là có tất cả 36 học sinh này thì đóng vai trò là số bị chia. Chia đều vào các tổ, tức là số tổ sẽ đóng vai trò là số chia. Có bao nhiêu tổ ta sẽ chia lấy 36 chia cho số đó, đóng vai trò là số chia. Và kết quả mỗi tổ có 9 học sinh thì đóng vai trò là thương. Như vậy, ở đây chúng ta đang cần tìm số chia, đúng không nào? Để tìm số chia thì ta sẽ lấy số bị chia cho thương, đúng không em?
Như vậy thì phép tính ở trong bài này là sẽ là gì nhỉ? À, 36 chia 9. Bây giờ câu lời giải chúng ta sẽ viết dựa theo câu hỏi. Mình sẽ viết như sau. Cô giáo chủ nhiệm đã chia lớp 3B thành số tổ là. Chúng ta viết câu lời giải này. Phép tính trong bài, ta lấy 36 chia 9. Lấy tất cả số học sinh, chia cho số học sinh của mỗi một tổ thì mình sẽ ra được là số tổ, đơn vị là tổ. Đáp số ta ghi là 4 tổ. Chúng mình đã làm xong bài 1 rồi. Tiếp theo là bài 2. Đề bài như sau. Mẹ Hiền muốn chia đều 60 lít mật ong vào các can, mỗi can 5 lít mật ong. Hỏi mẹ Hiền cần bao nhiêu chiếc can để đựng hết số mật ong đó. Chúng mình cùng với thầy tóm tắt số đoạn thẳng. Thầy sẽ vẽ một đoạn thẳng dài thể hiện cho tất cả 60 lít mật ong này. Và mẹ Hiền chia đều vào các can. Mỗi can thì thầy sẽ đánh dấu là một đoạn nhé. Và mỗi một đoạn này sẽ ứng với là 5 lít. Ở đây là có bao nhiêu can chúng ta chưa có biết nha. Số can thì chưa có biết. Và qua sơ đồ đoạn thẳng này chúng ta sẽ hình dung cho thầy như sau này. Toàn bộ 60 lít mật ong đem chia đều đúng không? Thì ở đây 60 lít đóng vai trò là số vị chia. Chia đều cho số can, có bao nhiêu can người ta chia cho số đó. Thì số can sẽ đóng vai trò là số chia đấy các em ạ. Và kết quả mỗi can có 5 lít thì đóng vai trò là thương. Như vậy trong bài này là chúng ta cũng đi tìm số chia. Để tìm số chia thì ta sẽ lấy gì nhỉ? Ta sẽ lấy số bị chia chia thương, tức là ta sẽ lấy 60 chia cho 5. Phép tính trong bài là 60 chia 5. Thế còn câu lời giải ta sẽ viết dựa theo câu hỏi. Ta viết như sau. Mẹ Hiền cần số chiếc can để đựng hết số mật ong đó là. Phép tính trong bài ta lấy 60 chia 5. Các em đặt tính nhá, chia ra ngoài nháp thì kết quả bằng 12. Và đơn vị là chiếc. Xuống dòng đáp số thì mình sẽ ghi đầy đủ là 12 chiếc can. Như vậy là chúng mình đã làm xong bài số 2 rồi. Tiếp theo là bài 3, đề bài như sau. Cô Tâm chia đều 96kg gạo vào các túi, mỗi túi 8kg gạo. Hỏi cô Tâm chia được bao nhiêu túi gạo? Thế bây giờ thầy trò chúng mình cũng sẽ biểu diễn bằng sơ đồ đoạn thẳng như sau. Thầy sẽ vẽ một đoạn thẳng dài thể hiện cho tất cả số gạo của cô Tâm, đó là 96kg. Cô chia vào các túi, mỗi túi thầy sẽ vẽ một đoạn nhỏ là ứng với 8kg. Ở đây số túi là chúng ta chưa có biết các em ạ. Và qua phần sơ đồ này thì chúng ta tư duy thầy như sau nhé. Toàn bộ số gạo đem chia, tức là 96kg đóng vai trò là số bị chia. Chia đều vào các túi thì số túi sẽ đóng vai trò là số chia. Có bao nhiêu túi ta chia cho bấy nhiêu mà đúng không em? Đó, đây chính là số chia. Và kết quả mỗi túi có 8kg gạo, ở đây chính là thương. Vậy thì trong bài này là chúng ta tìm số chia. Để tìm số chia thì ta sẽ lấy số bị chia chia thương. Phép tính trong bài là 96 chia cho 8. Bây giờ câu lời giải ta sẽ viết như sau. Dựa theo câu hỏi ta viết là cô Tâm chia được số túi gạo là. Phép tính 96 chia 8. Các em đã tính ra nháp kết quả bằng 12 và đơn vị là túi. Xuống dòng đáp số. Để mà hỏi chúng mình là bao nhiêu túi gạo thì mình sẽ ghi đầy đủ là 12 túi gạo. Xong rồi. Vậy là thầy trò chúng mình đã làm xong bài 1, bài 2 và bài 3 ở trong trang số 22 cuốn sách giải toán của Lớp 3 rồi các em ạ.